Kiwi bánh mì tươi các bạn, bánh mì tươi của Kinh Đô, shop pizza, xúc xích phô mai mới đây, 4 mẫu đây. À, chưa. Bây giờ mình cua thử mổ cho các bạn coi nha. Trời. Mì ô mai chi. Mì ô mai chi, 4 gói luôn. Giờ này nửa đêm đi ra ngoài ăn cái đống này, đau bụng hay bà? Mùa Covid gì ở nhà sao nó bụng quá trời. Ở nhà sao nó bụng quá. Bây giờ mình khui đi ăn các bạn. Con nhỏ đứa nào khui dùm gì nữa coi. Mấy mày khui dùm mấy. Được chưa? Ngon chưa các bạn. Ổ hả mỡ hả? Thấy con ăn ổ. Ăn nhiều nó ngon các bạn. Quá ngon. Bánh mì tươi xích đi. Ngon các bạn. Thế sao đứng đây đâu? Đây, thế là cái này. Bà không thích đâu. Đây. Cảm ơn các bạn đã tới xem. Chào tạm biệt. Nhớ subscribe kênh mình nha. Chào tạm biệt. Mất rồi, sao sao quay xong rồi.